Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, ngày 29 tháng 3, chúng tôi xin đề cập đến một số tin tức tai nạn đáng chú ý được cập nhật đến thời điểm 14 giờ chiều nay. Khoảng 5 giờ sáng nay, người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy trên đường tỉnh lộ 15 hướng từ huyện Củ Chi về huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Khi qua khỏi giao lộ Bến Than thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, xe máy tông trúng đuôi xe ben đang đậu sát lề đường bên phải. Cú tông mạnh khiến người đàn ông tử vong, chiếc xe máy bể nát. Nhận thông tin, công an huyện Củ Chi nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân. Vào hồi 5 giờ 15 phút sáng cùng ngày, tại km 1199 841 quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Cát Tân, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, xe ô tô tải đầu kéo mang biển kiểm soát 77C17839 kéo theo rơ móc đang lưu thông theo hướng Nam Bắc bất ngờ lao thẳng vào một người đi xe đạp tập thể dục. Rất may khi phát hiện xe đầu kéo, người này đã quăng xe nhảy thoát thân, chiếc xe đạp bị xe đầu kéo cán qua nát vụn. Về phía xe đầu kéo, phương tiện này tiếp tục lao tới công trình cầu Hóa Dõng đang sửa chữa gần đó. Dù lúc này trên công trình được rào chắn, có bảng chỉ dẫn các phương tiện đi qua làn khác, chiếc xe vẫn lao vào. Thời điểm này trên cầu có hai bảo vệ công trình đang túc trực, trong đó một bảo vệ bị xe đầu kéo tông trúng rồi văng xuống suối, bị thương ở phần đầu và phần chân. Chiếc xe sau đó lao xuống dưới cầu rồi lật nghiêng. Được biết khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường tuyến do khu quản lý đường bộ 3 quản lý, nằm trong khu vực đã bàn giao cho công ty 134 thi công sửa chữa cầu Hóa Dõng. Cũng trong sáng cùng ngày vào hồi 5 giờ, xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B05125 trong lúc di chuyển theo hướng Văn Quan Chi Lăng đã mất lái, rơi xuống vực cao khoảng 30m. Vị trí xảy ra tai nạn tại km 172 950 quốc lộ 279 thuộc đèo Lăn, huyện Văn Quan, Lạng Sơn. Lúc này trên xe có một lái xe và một hành khách. May mắn cả hai kịp thời nhảy ra khỏi xe nên tài xế chỉ bị xây sát nhẹ, ô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời đang mưa, đường trơn trượt dẫn đến việc ô tô mất lái tự rơi xuống vực. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, công an huyện Văn Quan đến khám nghiệm hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế điều khiển xe tải không vi phạm nồng độ cồn. Thông tin từ công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 17 giờ chiều qua ngày 28 tháng 3, cơ quan chức năng thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh R102 của khu đô thị Vinhome Ocean Park xảy ra vụ tai nạn giao thông. Qua xác minh sơ bộ, cơ quan chức năng xác định lái xe Trịnh Bá Trọng, sinh năm 1984, ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, điều khiển ô tô 4 chỗ biển số 29E01242, dừng đỗ không đúng quy định tại nút giao Hải Đăng 3, Hải Đăng 9. Thuộc nội khu đô thị Vinhome Ocean Park, nhân viên bảo vệ 26 tuổi sau đó đã sử dụng khóa bánh xe của Trọng lại với lý do xe đỗ sai quy định. Sau khi Trọng ra xe thì bảo vệ đã mở khóa và yêu cầu tài xế này phải xử lý vụ việc theo quy định. Tuy nhiên Trọng lên ô tô và di chuyển không chấp hành. Năm bảo vệ phát hiện nên sử dụng xe máy đuổi theo, yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định, nhưng tài xế Trọng không dừng lại mà lái ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn, khiến năm bảo vệ phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó. Trong quá trình Trọng điều khiển ô tô, tiếp tục va chạm với một xe ô tô nhãn hiệu Mercedes GLC 300 và xe ô tô Hyundai Tucson màu đen, khiến hai chiếc xe này bị hư hỏng phần đuôi. Theo công an huyện Gia Lâm, thời điểm cảnh sát tiếp nhận vụ việc, nam tài xế Trịnh Bá Trọng không hợp tác, nhiều lần không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Sau đó kết quả xác minh nồng độ cồn của nam tài xế là 0,454mg trên 1 lít khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại nghị định 100 trên 0,4mg trên 1 lít khí thở. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ thêm. Để kết thúc bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến tình huống giao thông nguy hiểm được người dùng mạng xã hội chia sẻ những ngày qua. Trong clip, nam thanh niên đi bộ với tốc độ chậm chiếm một nửa làn đường bên trái, buộc người lái xe phải lấn ra phía ngoài để tránh va chạm. Tuy nhiên không may cho tài xế xe máy khi lúc này một chiếc ô tô cũng di chuyển đến dẫn đến va chạm giữa hai phương tiện. Có thể nói thay vì đi nép vào phía nhà dân, nam thanh niên lại ung dung đi bộ ra giữa đường, gián tiếp gây tai nạn cho phương tiện khác. Trên thực tế đây cũng là lỗi mà nhiều người đi đường đã mắc phải. Thưa quý vị, luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về người đi bộ như sau. Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường. Trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì phải đi sát mép đường, đồng thời chỉ được đi qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. Thế nhưng thời gian qua, không ít người đi bộ lại tự cho mình quyền được ưu tiên so với các phương tiện khác, thản nhiên đi giữa lòng đường hoặc bất chấp chuyển hướng sang đường mà không chú ý quan sát, cũng không quan tâm hành vi của mình có gây hại cho phương tiện bên cạnh hay không. Điều đáng nói, nhiều trường hợp thậm chí bị ô tô, xe máy tông trúng chỉ vì cách đi bộ vô tội vạ của mình. Có thể nói, quy định được đặt ra không chỉ để chấp hành, mà còn là những quy chuẩn nhất định giúp bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Do đó, dù đi bộ hay đang điều khiển phương tiện, hãy là người tham gia giao thông văn minh, có ý thức. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.